Xin chào tất cả mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu series nhiều ngày về tiệm bia uống này. Hiện tại thì đây đang là ngày thứ hai nha các bạn, gần cuối ngày thứ hai và có thể nói là rất chật vật thì mình mới đạt được cái level 40 và đạt được lực kiện tà môn. Thực sự mà nói, đối với tiệm bia uống này thì trong những ngày đầu nó rất là khó khăn, hiệu quả mà nó mang lại thì rất thấp, cả đi map hay là cả PK. Đi map thì mình phải nói là cố gắng lắm mới lại có được AI 18. Còn khi qua AI 18 rồi thì mình nghĩ rằng có thể cày qua AI 19, nhưng mà hiện tại nó chưa đủ 3 sao nên mình cứ để như vậy. Đối với kinh nghiệm mà chơi tên B4 này thì khi mà chúng ta quét tướng, chúng ta phải cố gắng quay cho được con trường hợp. Còn về đội hình cơ bản thì chắc chắn rằng là mình sẽ chơi theo kiểu trường hợp, trường lưu, tiểu kiều. Có thể thay con trường lưu bằng con tứ mã ý, hoặc là cũng có thể thay nó bằng con chu du để chơi kiểu tiểu kiều chu du. Nhưng mà chu du thì rất khó kiếm, con tứ mã ý thì dễ kiếm hơn nhưng mà nó lại tướng đỏ. Nên mà hiện tại mình đang có ba lựa chọn. Thứ nhất đó là mình nhắc lại nhá, tiểu kiều, trường hợp, trường lưu. Đó là một cách chơi cơ bản và dễ xây dựng hơn. Cách chơi thứ hai đó là tiểu kiều, chu du, trường hợp. Cách chơi thứ ba đó là tiểu kiều, trường hợp, tứ mã ý. Và mình chợt nhận ra là có thêm một cách thứ tư, mặc dù thì nó ít người chơi nhưng mà cũng có hiệu quả, đó là tiểu kiều trường hợp Yahoo, hoặc là tiểu kiều trường hợp với một con tim ngô nào đó. Thực ra nó cũng chơi được nhưng mà mình nghĩ thôi, chúng ta cứ chơi cho lành, kiếm trường liêu đó nhá. Ở ngày thứ hai này thì mình đang farm con tiểu kiều, như các bạn thấy là sắp đủ rồi này, 62 mảnh. Và mình nghĩ nếu như hôm nay không phải là hôm bữa sẽ chuẩn bị bữa sáng ngày thứ ba thì không quá xui xẻo thì mình sẽ có được con tiểu kiều này. Vì trương liêu thì chắc chắn là sẽ có được rồi, chúng ta cống hiến ở quân đoàn và mua quân đoàn thì sẽ có được 10 mảnh. Cứ viên 5 mảnh nữa là 15 mảnh, như vậy mình còn thiếu 3 mảnh. Nếu như mà cửa hàng này là không quá xui, ai vỏ tựa này không quá xui thì hôm nay mình sẽ đủ. Kinh nghiệm để mà chơi tiệm bia bốn này thì mình khuyên các bạn nên có một sự kiên định, chúng ta phải có sự kiên định, kiên trì, tại vì những cái đòn đầu chế độ rất là khó khăn thôi các bạn. Chưa kể là nếu như chúng ta mà không có kiểu quân đoàn clone thì bia 4 lực diện nó rất thấp. Ví dụ như bây giờ lực diện mình là đang là gần 70 ngàn, gần 700 ngàn thì thêm hai con tướng, thì cho một con tướng đạt được 100k như vậy, hai con tướng là cùng gần 900k rồi, 900k lực diện, và bây giờ còn 700k thôi. Nên là đối với những bạn mà không nạp VIP thì cực kỳ dễ thọt. Còn đây nick VIP không của mình, nick VIP không thì mới level 38 mà thôi, nên là lực chiến nó rất thấp. Nếu như lên 40 thì có luyện trang bị thì nó sẽ ổn hơn. Xin lỗi các bạn nha, con chó cho mình nó số ôn quá, nó nghe dòng là ấy. À lúc này mình quên mất, đó là để chơi được bia bốn như ở giai đoạn ban đầu thì các bạn cần phải quay cho được con trường hợp
rất khó để quay được như vậy các bạn. Nếu chúng ta chỉ quay được riêng một con trường hợp thì đi map là cực kỳ khó khăn. Mà nếu như để quay được 2 cam, 3 cam mà có trường hợp thì phải cái 10 nít, 20 nít, 30 nít mà cũng chưa chắc có được nữa. Nên lời khuyên duy nhất trong giai đoạn ngày thứ nhất, ngày thứ hai đó chính là chúng ta cần có sự kiên trì. Thôi mình dừng video ở đây nhá. Cái mạch con chó nó vừa ôn quá. Xin lỗi mọi người nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục tới video thứ hai, video thứ ba vào ngày khác.